Chào mừng các anh chị tiếp tục đến với kênh YouTube Nguyễn Anh Tuấn. Và lại một lần nữa Tuấn được trò chuyện cùng với anh Tishino Vũ Thanh Tuấn trên kênh YouTube. Và chủ đề hôm nay mà chúng ta sẽ cùng bàn với nhau đó là về bất động sản ạ. Thế thì anh Tuấn có thể cho Tuấn hỏi đó là cái cơ duyên mà anh đến với cái bất động sản. Và được biết anh là một nhà đầu tư đã có những thành công nhất định. Thì đâu là cái thời điểm, là cái cơ duyên để đưa anh đến với bất động sản? Bởi vì bản thân Tuấn là vào nghề là 22 tháng 1 2015 và đến với cái dòng là dòng bất động sản nghỉ dưỡng thời điểm đó tại Khánh Hòa, là những cái sản phẩm condotel, căn hộ biển rất là đẹp, và từ đó Tuấn là môi giới và dần dần mới đi lên đầu tư. Thế thì anh Vũ Thanh Tuấn có thể chia sẻ là cơ duyên anh đến với bất động sản là khi nào ạ? Rồi, cảm ơn Tuấn, chào Tuấn. Cái buổi mà uống cà phê ở 80 Quang Trung, quán cà phê Phôi, đó là thời điểm nào? 2017 nhỉ? Tháng 16, tháng 6 2017. Tháng 6 2017. Thì hôm đấy Tuấn rủ mình đi uống cà phê, để Tuấn cũng nói là cũng đúng như cái văn hiện nay bao nhiêu năm lại đi chém gió, nghe chém gió anh ơi. Thì mình đi, tính mình thích giao lưu mà. Yeah. Thì lúc đó Tuấn là hai anh em cùng làm về lĩnh vực bán hàng đa cấp, em yeah. Em thì lâu rồi, từ 2007 mà đến mãi 2017 yeah. Bắt đầu 16 17 khởi nghiệp. Thì mình cũng đến mình dự thì bắt đầu hôm đấy Tuấn cũng tổ chức rất là bài bản, một quán cà phê thuê một cái phòng, mọi người ăn mặc đẹp, có cả một vest nữa. Thì có một anh đứng lên, nhớ rằng là anh Phương, biệt danh là Triệu Phú, anh Phương học Phú. Các cái lớp của Triệu Phú về. Yeah. Anh lên anh khoe những cái sổ tiết kiệm mà anh đưa ra rồi mình, trong khi tiền uống cà phê chưa có, mà mình nghĩ trong đầu mình đâu thiếu cái gì đâu, trẻ hơn, khỏe hơn, đẹp trai hơn, ăn nói mọi thứ đều hơn, mà sao không có tiền uống cà phê, mà trong khi anh có một gọi là một sấp sổ ấy. Mình bắt đầu là từ hôm đấy mình ghi luôn cuốn sổ, hôm nào mình cho Tuấn xem lại cuốn sổ đó, mình đặt mục tiêu luôn. Và mình bảo mục tiêu của mình sẽ vượt qua anh này. Thì đấy là một trong những cơ duyên mà Tuấn là một trong hai người là đưa mình đến bất động sản. Cái người thứ hai đó là vợ mình, là cô là giảng viên dạy trường cao đẳng nghề, xong thì lương thì có 3-4 triệu thôi, mà rất là bị áp lực cái kiểu nhà nước thì cũng biết rồi đấy. Thì cô cứ tranh thủ những cái buổi chiều, buổi trưa là cô đi làm môi giới, mình hay trêu là cò đất ấy. Mình cứ thấy vậy, một người bạn của mình, một người vợ của mình cứ thế, còn mình thì chưa. Thì hai người đấy ập vào cái là cơ duyên để cho mình tìm hiểu về bất động sản. Đấy là cơ duyên. Cảm ơn Tuấn. Dạ, cảm ơn anh. Anh em mình đúng là có cái nhân duyên từ 2007 rồi tới 2017. Đúng. Và bây giờ là 2023. Gần 10 năm nữa đó. Gần chuẩn bị tới là 10 năm nữa. Thì anh em mình hôm nay lại được trò chuyện với nhau tại một cái view biển rất là đẹp và trên kênh YouTube. Thế thì anh có thể là cho mọi người biết là anh bén duyên với bất động sản từ 2017, thì anh làm môi giới hay làm đầu tư, và đâu là cái con đường của anh đi trong cái lĩnh vực bất động sản ạ? Thì cái đoạn đầu mình bảo mình làm nhà đầu tư luôn. Dạ. Tức là cái, bởi vì nhiều bạn đừng ảo tưởng nhá, cũng quay lại câu chuyện như video trước mình có nói về cái động lực với lại mục tiêu với lại ước mơ với lại cái ảo tưởng và cái thực tế nó khác nhau lắm đấy. Mình có 10 năm mình rèn trong lĩnh vực đa cấp rồi, thậm chí đi qua ngửi một người nào mình biết người ta có mua hàng hay không, đúng không? Nhưng mà cái nội lực của nó và cái mặt nó dày, nói theo đúng văn phong ngoài đời, dày như deep bomb rồi, không biết ngại, không biết xấu hổ. Cái độ nhục thì không ai làm nhục hơn nữa rồi, tức là cái khả năng chịu nhục thượng thừa. Tôi hiểu không? Ngồi đây vậy nhưng ra khỏi cái bàn nó bảo là bọn đa cấp lừa đảo. Mà đi bán cái mặt hàng là chưa bán nó đã bảo là bọn này lừa đảo rồi. Mà mặt nó dày như thế, không có biết nhục, không biết ngại, không biết xấu hổ, làm sao kiếm tiền để mà sau này nuôi vợ nuôi con. Mình gạt hết những cái sĩ diện sang một bên, thì mình nhảy vào con đường là nhà đầu tư luôn. Là lúc đó là cái nền tảng kiến thức của mình là khá vững rồi. Còn mình khuyên những bạn mới hãy đi vào từ môi giới, tìm một ông chủ tử tế ở những cái môi trường mà có những người dẫn dắt đào tạo, truyền đạt cho mình kỹ năng mềm. Đấy, cái cứng thì nó dễ lắm, nhưng cái kỹ năng mềm. Yeah. Còn đừng có mà biết cái nhảy đầu tư thì trừ khi người đã có một lượng tiền sẵn. Còn đây mình không có tiền thì cái kiến thức người ta rất là nhiều. Yeah. Trí tuệ trong đầu người ta có rồi. Thì tôi vào luôn là tôi nhà đầu tư luôn. Và từ cái lúc mà gặp trong cái buổi hội thảo cho đến cuối năm là tôi đã hoàn thành cả chục thương vụ đầu tư rồi, tức là mua đi bán lại luôn tại chỗ ấy. Rất là tuyệt vời. Vậy thì anh có thể kể cho mọi người là cái thương vụ của anh đầu tiên thế nào? Tại vì cái nghề gì cũng vậy á, anh em môi giới cũng vậy, cái giao dịch đầu tiên nó rất là nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc. Rồi mình đầu tư cũng vậy, giống như bản thân Tuấn đầu tư cái nhà đầu tiên cũng rất cảm xúc, thì chắc chắn với anh cũng vậy. Anh có thể kể cho mọi người rất là chi tiết về cái thương vụ đầu tiên của anh, để anh làm thế nào anh chuyển tải những cái kiến thức của mình trong 10 năm trong đầu mình để tạo thành một cái mua bất động sản
và bán bất động sản đó để có được cái lợi nhuận cho mình từ đầu tư ạ? Cái mình có một người em nữa là hắn cũng vào, người Ninh Hòa Tuấn là vào bất động sản sớm hơn nữa. Dạ. Hắn ngày đấy hắn bảo là cái mình nghe cái thuật ngữ vay chênh. Hắn bảo mình đi đứng một cái tên cho một miếng đất là có 90 triệu, xong ngân hàng cho vay là 110 triệu. Trời ơi, lúc đấy nó có được mười mấy triệu trong tay, 20 triệu trừ chi phí thì nó mừng lắm, thời đấy tiền nó to lắm. Thì mình đây là cái thuật ngữ. Thế là mình bước chân vào, bạn dẫn dắt vào cái lĩnh vực bất động sản, mình rủ thêm một thằng bạn nữa là cái ông Trung Hồng Phương ấy, cũng là bạn đa cấp. Thế hai anh em mình ra Dốc Lết mua miếng đất là 1 tỷ 50 triệu. Thế ngân hàng nó cho vay là được 1 tỷ 3, là dư được 200 mấy chục triệu, xong trả lãi trong vòng 8 tháng hết 144 triệu, là bán 4 tỷ 3, là 4 tỷ 3 trừ đi gốc lãi, trừ đi tiền môi giới, thì mỗi anh em lời được 1 tỷ rưỡi. Là năm 2017 là phi vụ đầu tiên, nhưng song song với phi vụ đó là một miếng đất 2.222 m² mà mình mua cũng thời điểm đó, cho đến giờ miếng đất đấy lỗ khoảng 6-8 tỷ rồi. Chứ, nghĩa là hai phi vụ, một phi vụ là kiếm tiền được và một phi vụ từ ngày đấy đến giờ chưa bán, là miếng đất 2.222 m². Thì miếng đất này nó gần như là hình như nó sinh ra cho mình. Nó đầu tiên là mình môi giới miếng đấy cho người ta bán, tức là trong quá trình đầu tư để không bán đi, xong rồi lại mua lại của người đó, xong rồi cuối cùng bị đường nó dính vào quy hoạch, nó gần như hết miếng đất, xong giờ nó lại tháo quy hoạch ra và nó bốn mặt tiền nó thành 2.222 m², cộng ba cái sổ lại 568 với 1086, mình nhớ như vậy, mà cộng lại là 2.222 m², mà mình sinh ngày 2 tháng 2. Mình bảo chắc miếng này là để cho mình rồi, thì biết đâu sau này mình sẽ xây một học viện ngoài miếng đất đó, vì đó là miếng đất đầu tiên cùng với miếng mà kể với Tuấn đấy, nó ngay từ đầu đã là như thế. Cái phi vụ là nhanh nhẹn thì mình phải biết về cái pháp lý, quen với những người trong giới tài chính là bên ngân hàng, và nguồn lực vốn là những người bạn. Bởi vì lúc đấy bản thân mình không được vay, nhưng cái anh bạn kia là anh có doanh nghiệp Yến rồi, anh có cái này cái kia, anh vay được. Đấy thì nguồn lực là mối quan hệ. Mình hay nói năm cái từ nguồn lực đó, mối quan hệ này, tiền tệ này, đầu đệ, những người hỗ trợ mình, đúng không? Rồi phải biết mặc kệ, và đặc biệt quan trọng nhất là trí tuệ. Năm chữ ấy: trí tuệ, quan hệ, tiền tệ, đầu đệ và phải biết mặc kệ. Đấy, cho nên trong tất cả câu chuyện mình nó chỉ năm đấy, người ta gọi là nguồn lực của một con người. Ví dụ mối quan hệ của mình tốt, trí tuệ mình có, đúng không? Người xung quanh hỗ trợ có là đầu đệ, rồi bạn đồng hành có, tiền có nữa. Mà nếu bốn cái kia tốt thì tiền nó không quan trọng nữa, người khác đưa tiền vào. Thế thì ví dụ đầu tiên làm trong năm 2017 là như vậy, một cái bán luôn sau 8 tháng, còn một cái là đến giờ chưa bán luôn. Nhưng đấy nó là món quà dành cho mình thôi. Dạ. Hai cái phi vụ rất là tuyệt vời. Phi vụ đầu tiên là x gọi là nó phải là x gần x 4 lần trong vòng 8 tháng. Còn phi vụ thứ hai nó là câu chuyện là giống như là đất chọn người. Đất chọn người, nó người chọn đất. Mà có một cái rất là vui như này nè. Lúc đó cái đất đấy nó có những cái cây dừa và bò, người ta để con bò, người ta buộc vào cây dừa, mà mình đứng không biết sao lúc con bò nó chạy phát đứt cây dây, nó vút vào lưng mình, mà mình lăn ra, mình khóc, nhưng không phải khóc mà mình đau đớn như một đứa trẻ. Giống như kiểu hiểu cái đất đấy nó là năng lượng, năng lượng nó giữ mày ở đó, tìm chủ. Đất tìm chủ. Lúc mình không có tiền thì nó không cho được bán, nó quy hoạch. Giờ lúc có tiền rồi thì không cần bán. Cái kiểu thế. Vậy thì anh có ước lượng bây giờ nếu mà cái giá trị của nó bây giờ so với cái thời đó là bao nhiêu? Thực ra nếu mà bây giờ nếu mà xét thì tôi nói là cái miếng đấy có thể lỗ đến 6-8 tỷ. Bởi vì ngay thời điểm đó nó đã là cả triệu đô. Nhưng bây giờ nó chỉ còn nửa triệu đô thôi. Bởi vì nhưng mà lỗ là lỗ so với lợi nhuận đúng không? Lỗ thật luôn, nhưng mà là lỗ ấy. À. Nhưng mà đấy là không quan trọng đối với mình thời đoạn, bởi vì cái miếng đất thành công kia mình đã quay mười mấy vòng, nó có thể là cái lượng tiền đó giống như miếng đất để dành. Nó đất giữ người. Mình cũng có một chút về tâm niệm hình như đất giữ người. Rất là tuyệt vời với những cái thành công phi vụ đầu tiên trong cái con đường bất động sản. Mình không coi đó là thất bại thôi đó. Mình tất cả chỉ là thử thách. Cho nên nhiều bạn hỏi là tôi có cái gì không? Dẫu sao đó là đất công của tôi. Tôi coi ở đấy là công của tôi, được miếng đất như vậy. Anh uống nước ạ. Thế thì những cái bước tiếp theo trên cái con đường bất động sản từ 2017 rồi 2019, 2021, 2023 nó sẽ là như thế nào với anh? Khi mà có hai phi vụ thành công như vậy, bắt đầu anh vạch ra cái lộ trình thế nào
để anh, tại vì thực ra bên cạnh đó nó có nhiều cái nữa, nhưng mình kể hai cái là mình nhớ nhất là vì Tiến nói, Tuấn nói cái từ đầu tiên, cái thủa ban đầu ấy rồi, ấn tượng đầu tiên. Thì cái lộ trình để anh bắt đầu, chắn khi anh đã thành công rồi thì anh sẽ đặt những cái mục tiêu là 1 triệu đô khi nào, rồi nhiều triệu đô ra làm sao. Thế thì anh có thể là chúng ta lấy cái câu chuyện 1 triệu đô đi để làm cái nút mà chúng ta chia sẻ đây. Vậy thì khi nào anh có 1 triệu đô trong đầu tư bất động sản và anh có nó bằng cách nào? Tính từ cái thời điểm mà dự cái buổi hội thảo của Tuấn là đúng 1 năm sau là mình đạt được triệu đô đầu tiên. Bằng cách nào? Dĩ nhiên không phải là tiền mặt không, mà nó tiền cả trên đất nữa. Bởi vì xuất phát điểm của mình không có đồng nào mà. Mình thì không thể nào là lấy cái gì nhân bao nhiêu cũng được, bao nhiêu lần được. Thì bằng chỉ là đầu tư. Nhưng mà nó sẽ có cái là mình giống như kiểu là mình biết được cái giá trị thực. Biết được giá trị thực và nó may mắn vào đúng cái thời điểm mà của những cái gọi là những cái gọi người ta gọi là cơn sóng. Mình biết được cái điểm mình là nhà đầu tư, mình phải phát hiện được đâu là điểm đỉnh, đâu là điểm đáy, phát hiện được cái tín hiệu như vậy. Mọi thứ đều có tín hiệu mà. Khi trời đất nó bằng phẳng, không có một tí gió nào là chuẩn bị cơn lốc tới. Đấy, thì 10 mấy 20 thương vụ. Trong 1 năm đó là mình ghi cái sổ là phải 10 mấy 20 thương vụ. Nó cộng lại là 10 mấy 20 thương vụ cộng lại là được 1 triệu đô thu nhập đầu tiên từ đầu tư bất động sản. Đúng rồi. Thế thì trong cái đầu tư á, thì người ta nói là nhà đầu cơ, nhà đầu tư rồi lướt sóng, nhưng mà đôi khi nếu mà anh không phải là một cái người lướt giỏi thì bị sóng đè. Thế thì anh cũng mới vừa chia sẻ là trong lúc mà nó sóng yên biển lặng thì nó luôn luôn có những cái báo hiệu, dấu hiệu gì đó. Thì cách nào để anh nhận được cái những cái dấu hiệu để có thể anh tạo ra những cái thương vụ như vừa rồi anh kể? Thí dụ như thời điểm này này. Dạ. Đúng không? Ngân hàng khó khăn này, nhà nước khó khăn chính sách này, rồi đi đâu người ta cũng chê bai dân bất động sản này, rồi thậm chí đất cát tặng cho nhau được này, thì đây là thời điểm gọi là đáy này. Là bây giờ ai có tiền là mua. Rồi đến cái thời điểm mà ông xe ôm cũng biết làm môi giới, rồi ai vào cũng kiếm được tiền, thì đấy là cái thời điểm để người ta thoát hàng. Nhưng mà đa phần người ta thì làm ngược lại. Cứ lúc nào mà tranh nhau mua thì người ta đi mua, còn lúc nào mà cho không thì người ta lại đi, người ta đòi bán. Thì cái người phát hiện đấy là những cái dấu hiệu. Đó, cái người nhà đầu tư chuyên nghiệp là như vậy. Còn đầu tư lướt sóng, mình biết cái nào là cái dài hạn. Mình chỉ để cái nào khi nó tăng trưởng. Còn mình không bao giờ mình để những cái mà nó không tăng trưởng lại mà để nuôi ngân hàng mà nó ngâm cả. Trừ khi đấy là cái gọi là kỷ niệm, ở ngôi nhà này tôi không thể bán được vì cái xe này tôi không thể bán vì nó là kỷ niệm gắn với tuổi thơ của tôi. Thế nhiều người bán thì sau này họ bỏ hàng chục lần tiền lại để họ mua lại kỷ niệm. Còn lại là nguyên tắc đầu tư lướt sóng có lãi là bán. Money is king, tức là tiền mặt là vua. Tôi rất là nhanh trong cái chuyện như vậy. Ví dụ 20 thương vụ thành công là lúc đấy là bắt đầu là thổ được rồi. Hoặc là 10 thương vụ thành công chứ không có đầu tư dàn trải nữa. Mà để cái nào cái là thậm chí nó qua 2 chu kỳ vẫn không sao cả. 2 chu kỳ mà nó trôi qua thì miếng đất đấy nó cũng tăng 5-10 lần rồi. Dạ, rất là tuyệt vời. Và anh là mới vừa kể một câu chuyện đó là từ 0 đồng anh tạo nên 1 triệu đô la trong một tổ bất động sản trong vòng 1 năm. Vậy thì nếu là Tuấn đi, Tuấn có 1 tỷ đồng và Tuấn muốn là kiếm được 1 triệu đô trong cái đầu tư bất động sản. Thì trong đầu tư bất động sản thì nó có câu chuyện là đầu tư lãi vốn và đầu tư dòng tiền. Vậy thì lời khuyên nào anh Tuấn dành cho bản thân mình đi, là người có 1 tỷ và muốn có được 1 triệu đô la trong câu chuyện đầu tư bất động sản, thì anh khuyên như thế nào? Thì bây giờ nhá, Tuấn, tôi lại nhắc lại tất cả cái chuyện anh em mình phải, tức là theo quan điểm cá nhân thôi, mình phải nhớ đến tận cái cuộc đời mình là cái trí tuệ. Không có đồng nào kiếm được 1 triệu đô. Trí tuệ. Mà thậm chí nhá, tôi có khả năng biến tất cả những ai mà chơi với tôi đều trở thành triệu phú với điều kiện đầu vào họ là tỷ phú. Tôi đang nói câu nói vui. Tiền không quan trọng. Quan trọng nó ở cái này. Cái đầu tỷ phú. Đúng rồi, cái đầu của mình nó phải là đầu tỷ phú. Ông Donald Trump tổng thống Mỹ. Rồi. Thời điểm kịch điểm của ông nợ 900 triệu đô. Nhưng đầu óc ông là đầu óc một tỷ phú. Thì nó khác. Còn không, nếu mà đầu óc mình không tới thì có đưa bao nhiêu tiền cũng đốt à. Không, cái đấy nó không quyết định được. Và nó tùy vào ai giảm phân khúc nào. Có những người bạn họ bán chênh một lô đất cả triệu đô thôi. Bán chênh một lô đất. Và trong thời điểm cùng với mình đó, cũng có những người bạn mình nhé, mình kiếm được 1 triệu đô năm đó, nhưng mà nó người bạn mình kiếm 5 triệu đô. Là cùng quánh một cái trận đánh đó, nó nói cái này nó rất là khó, nó không thể nào là mang cái của tôi 1 triệu như thế này như thế kia. Ví dụ như anh Quốc thì anh thích là nhà phố đẹp, giá trị thực. Tôi thích cái nơi nào giá trị càng không thực, càng tốt. Đúng không? Ví dụ anh mua căn chung cư là tỷ 3. Rồi. Thì anh bảo giờ có căn chung cư tỷ 3 thì cứ anh vào nội thất bán hết 100 thành tỷ 4, anh bán tỷ 6. Anh thấy cái đấy ngon.
tôi có 1 tỷ tôi lại ra vùng ven tôi mua 5 miếng, một miếng 200, đợi lên 400 tôi bán, thì cái đấy là cái gu của mỗi người. Gu đúng không? Hoặc là ông này thích không đúng theo. Sai không có đúng sai, tất cả đều đúng mà phù hợp với mình. Yeah. Và có một nguyên tắc, thằng nào làm ra thành quả thằng đấy nói là đúng. Chính xác. Đúng không? Còn thằng nào không làm ra thành quả càng nói thì càng ngụy biện. Yeah. Thì tùy chọn, thì ngay từ đầu của mình đã chọn cái phân khúc, mình có cái tầm nhìn, mình biết là biết được, tính ra được cái giá trị thực của mình đất. Mình phải tính đến thực đến hơn cả sự thực nữa. Đó, thì từ đó mình áp dụng vào mình làm nó rất là hiệu quả, nó không phụ thuộc môi trường, không phụ thuộc con người, không phụ thuộc việc mua bán. Cho đến thời điểm này vẫn là như thế. Nếu mà mình biết tính những cái đó. Biết tính được cái giá trị thực của thời điểm đó. Ví dụ như bây giờ cái thời đang sốt đất, miếng đất đấy là 1 triệu là giá trị thực, nhưng thời này nó là 300 nghìn nó mới là giá trị thực. Thì mình mua 200 vẫn thắng. Tức là luôn mua dưới giá giá trị thực. Đúng. Luôn mua dưới giá thị trường. Thì không bao giờ là nhưng mà giá thị trường như thì thế nào? Thì nó là liên quan tới câu chuyện đàm phán nữa. Đúng không? Thì đàm phán, ví dụ như trong thời điểm này này, ai cũng chê thì cái cơ hội tuyệt vời cho mình lựa những cái miếng ngon, nhưng mà cái dân không chuyên là cứ lúc nào tranh nhau nó mới đi mua. Mấy chục cái xe nhảy vào, có cái lúc này là lúc quyền người mua được lựa chọn, chứ không phải là người bán mà chẳng cần đàm phán nữa. Đồng ý. Ví dụ giờ năm ông bán, tao có như vậy đấy, thích ra công cứng, tao chả thèm đi xem đất. Nhưng mà không xem đất của mình đã xem hết rồi. Vì mình là chuyên gia. Đấy thì đấy là những cái nó cái tính cách nãy mà cái video trước ấy, tính cách nó tạo nên một con người như chính vậy. Tôi quyết định ngay trong quán cà phê, nhưng mà giống như ông Warren, ông gọi là ông vua về đầu tư, ông bảo là tôi mất một ngày tôi mất 8 tiếng đọc sách, nhưng mà bất cứ tôi chỉ mất có 8 phút để quyết định bất cứ một chuyện gì. Sự chuẩn bị trước đó nó quá đủ. Người ta quyết định luôn tại đây này. Đồng bây giờ Tuấn có thể thử tôi bất cứ một cái gì về bất động sản Nha Trang, tôi trả lời luôn tại chỗ. Cô đô theo à, tôi không mua. Chung cư à, tôi không mua. Nhà phố tôi không mua. Tôi mua để làm gì? Đồng ý. Đúng không? Nếu ở kia thì giá bao nhiêu tôi mua? Tức là tất cả tôi đã có hết trong đầu rồi. Bạn chỉ bỏ phát là tôi ấn enter là tôi có câu trả lời ngay trong 30 giây. Với cái gu của mình mà mình nắm chắc nó, mình nhìn nó rõ như là có cái người soi đèn pin cho mình rồi. Mình đến chỗ nào là cái gai nhảy xuống đây là hồ nước, mình nhìn rõ được như thế. Dạ. Đấy thì mình khi mà mình nắm được tất cả những cái thứ liên quan đến lĩnh vực mình làm tự tin nó. Dạ. Ok, rất cảm ơn anh. Vậy thì bây giờ nè, chúng ta sẽ tiến lên một bước xa nữa đi. Đó là từ 1 triệu đô anh đã tạo ra nhiều triệu đô thế nào từ 2018 cho tới 2021-22. À đúng không ạ? Thì cái cách nào anh đã nhân bản tài sản, nhân giá trị tài sản của mình lên rất nhiều lần trong bất động sản? Nó lại là đất Tuấn ạ. Ví dụ như là rất nhiều người chết dở cái đoạn này này. Khi họ có nhiều tiền, họ vào một miếng đất, thậm chí họ cơ nới họ vay thêm, bởi vì làm đất rất dễ bị say. Ngay cả những cái người họ có tiền họ đi mở cái resort này này. Ví dụ vậy, họ mở xong rồi họ cơ nới thêm, rồi họ gọi vốn đầu tư, rồi biết đâu lại chiến tranh, dịch bệnh các thứ là họ cứ cơ nới thêm. Thì mình cơ cấu như này này. Ví dụ một miếng đất của mình nó lên được 10 tỷ, mình lại bán đi. Bởi vì cái quan niệm của mình là như này này. Mỗi miếng đất sinh ra nó làm xong sứ mệnh của nó là nó thôi. Hay á. Nhá. Hết sứ mệnh là thôi. Sứ mệnh của ông Tuấn là ông dẫn dắt đội nhóm đến cái tuổi đó là ông sẽ dừng và ông sẽ sống cho đam mê. Và ông dành cho giới trẻ. Đồng ý. Mỗi miếng đất sinh ra nó làm xong sứ mệnh của nó là nó biến. Đừng có nhảy vào nữa. Và tôi có một câu là đẹp là của người ta, xấu xấu bẩn bẩn mới là của mình. Tôi hay kêu vợ đẹp là của người ta, đen đen bẩn bẩn mới là vợ anh. Thì đất cũng vậy. Nó làm đẹp đến mức độ này và một ly cà phê 80.000 thì tốt nhất dừng. Bởi vì nếu mình đầu tư vào nó không khác gì mình đập đầu vào cái đống bê tông mà đòi khoan thủng nó. Trừ khi bom. Đúng không? Mỗi miếng đất sinh ra làm xong sứ mệnh. Thí dụ những miếng đất này là thôi này. Thí dụ như những cái đất phố mà đã lên vài trăm triệu một mét vuông rồi thì thôi. Đấy. Tôi dư tiền mua để là tạo công ích xã hội để oai thì được. Chứ còn bảo đầu tư là không bao giờ. Được, Tuấn hiểu không? Dạ. Ngày đó cái đất biển này 100 triệu một mét. Đất biển dốc đết 1 triệu một mét. Hai cái biển đẹp như nhau. Thậm chí biển kia còn đẹp hơn. Thì tôi đầu tư cái 1 triệu. Bây giờ thời điểm này cái khu đó nó lên 20 đến 30 triệu, ở đây vẫn cứ 100 triệu. Thế thì cùng một 30 phút xe hơi, cùng ở một tỉnh, cùng một vị trí địa lý, một nơi tăng 20 lần trong vòng 6 năm, một nơi chưa không tăng một đồng nào thì tôi thả tiền vào đâu?
Nhưng khi bên kia mà nó đã lên tới cái mức người ta lại xây dựng ra những khách sạn như này là tôi lại đi chỗ khác tôi chơi. Tôi bán cái đó đi, tôi lại mua bằng kia miếng, tôi không phải làm gì. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là ngồi chơi. Càng làm càng chết. Tôi ngồi chơi là sao ạ? Tôi bán cái mà tôi biết rằng để nữa là không lên. Mà tôi sẽ rút đi chỗ khác. Ngày xưa tôi ở Hòn Nghê. Nay có hai người fan hâm mộ của tôi vào định mua cái đất Hòn Nghê 15 triệu. Tôi bảo ngày xưa tôi mua 1 triệu, giờ nó lên 15 triệu thì nếu mua ở cho vui thì được. Còn tôi nghĩ là 10 năm nữa nó sẽ không tăng lên 1 triệu nào. Thì bởi vì sứ mệnh của nó là xong. Một cái nơi mà có cái này, có cái kia, có cái này, có cái kia. Có bệnh viện da liễu, có trại heo, có gì đó, nó 15 triệu. Thì một người bình thường họ mua 1 triệu rưỡi, 1 tỷ rưỡi, 100 mét vuông, họ xây cái nhà 1 tỷ, 2 tỷ rưỡi. Đó là dần ra dân công chức. Còn không đầu tư được nữa. Tôi không có nhìn vào tương lai của những cái kiểu như vậy. Nhưng có những nơi bây giờ tôi lại vào ở cái tầm vài 300 nghìn. Đấy là cái kiểu cá nhân của tôi. Bởi vì cái đó bắt đầu nó mới thực hiện sứ mệnh của mình. Và khi nào nó trả đúng hết cái nhiệm vụ của nó là tôi không đầu tư nữa. Vậy thì những gì anh chia sẻ là anh sẽ chọn cái gu đầu tư là vùng ven. Cũng chả nhất thiết mà vùng ven chẳng qua tôi tạo cái trend thôi. Mà cái đất nào làm hết sứ mệnh được thôi. Vậy thì đâu là những cái yếu tố để anh chọn nó và tạo ra trend? Chọn cái bất động sản đó. Thực ra khi có một chút làm truyền thông, nói thẳng là như vậy. Đó. Tôi chọn cái phân khúc nào mà lúc đấy Tuấn đang làm Codotel rất giỏi. Anh Phương thì vua nhà phố. Tôi thấy rằng tôi không bao giờ tôi ngu mà tôi đi tôi đánh nhau với gã khổng lồ mà tôi chọn một cái gọi là cái thị trường ngách của mình. Đúng không? Lúc đấy tôi nhớ là cái sàn lớn nhất ở Nha Trang là Tâm View và có bạn Khoa. Tôi rủ ra tôi bảo ra đây nếu mà sàn em thì ra đây kiếm 1.000 tỷ nó không phải suy nghĩ. Nhưng các bạn bảo xa xôi với cái chỗ này không? Các bạn làm gì tôi không biết. Thì tôi bảo thôi nếu mà các bạn không làm thì tôi sẽ chọn một phân khúc mà không có đối thủ cạnh tranh. Mà tôi chỉ cạnh tranh duy nhất với mình. Thì thực ra cái trend đó là cái trend mà mình cũng có một chút mang tính chất truyền thông của nó. Nhưng mà dĩ nhiên nó đúng, cái gì đúng nó là đúng. Mà nó dựa trên cái cơ sở là mình phải xác định được giá trị thực của cái bất động sản đó. Nó sinh ra để làm gì. Và nó làm hết sứ mệnh nó biến. Thường thì những cái sản phẩm mà anh chọn như vậy, ví dụ như sau 3 năm, 5 năm thì nó sẽ tăng giá bao nhiêu lần ạ? Đúng rồi. Ví dụ như là bây giờ có mình thường thường mình có hai kiểu, một là ăn ít hay là ăn nhiều thôi. Thí dụ như mình biết rằng nếu chờ thêm miếng đất đó nó sẽ lên 5 triệu nhưng mình mua 1 triệu thì tầm 1 triệu rưỡi mình bán. Mình bán cho những người bạn và mình nói rằng nó còn lên được như vậy nữa và lên trên đó là nó sẽ không lên nữa đâu. Tức là mình cứ chỉ hết được từng đoạn mà lên nữa là cần cái GDP Việt Nam lên, cần cái đầu tư công lên, cần những khu công nghiệp trộn về. Đấy, thì tất cả những cái đất mà kiểu đầu tư mình thì thua thì không có nhưng mà thắng là nhiều hay ít và ai chờ được bao lâu và mình biết rõ được cái lộ trình nữa nó đi như thế. Nãy giờ thì chúng ta nói về thành công rồi, thành công 1 triệu đô, nhiều triệu đô, bây giờ chúng ta nói về thất bại đi, rủi ro trong bất động sản đi. Thế thì với cá nhân anh có cái phi vụ nào thất bại mà anh nhớ không và lời khuyên nào anh dành cho những nhà đầu tư để hạn chế những rủi ro, những thất bại? Nếu cá nhân mình thì đầu tư không thất bại. Nhưng mà cái thất bại của mình là mối quan hệ đầu tư không đúng. Nhưng mà lỗ cũng đến từ mình thôi. Ví dụ tôi tin tưởng bạn, tôi vứt cho bạn vài chục tỷ. Tôi mua đất vì bạn với tôi là tình yêu thương, tình mến thương. Bạn đếch trả đất cho tôi, thế thôi. Đấy là giống như kiểu là nó không liên quan đến cái trí tuệ nữa. Đấy là nó cảm xúc và cái lòng tin, mối quan hệ. Tôi tin ông Tuấn thì tôi như vậy. Cũng chẳng phải tham bởi vì bản thân tôi dùng tiền đó tôi kiếm tiền nhiều hơn nhiều. Nhưng ông đang có cái chuyện gì đó khó khăn mà ông bảo là ông cần vướng mỡ, vướng mắc thì tôi phi tiền cho ông như vậy. Đấy thì nhưng sau này thì cái đấy cũng là một trong những cái sai lầm. Bởi vì nếu mình đưa tiền cho một con bạc thì mình hại họ hoặc là mình quá dễ dàng trong cái chuyện vậy tiền là đầu tư ấy. Thì là mình phải pháp lý bốc thay vì pháp lý bốc sản thì phải pháp lý mua hả? Đúng rồi. Nó phải chuẩn trị điều tra. Nó chuẩn trị đấy là cái khâu quản lý tài chính. Dạ. Thì nói chung ai có một cái gì mình cũng coi không coi đó là thất bại mình coi đó là bài học thôi. Dạ. Đấy là chuyện chính liên quan bất động sản chứ còn về những phi vụ tính toán thì vẫn chắc. Và chắc là chúng ta sẽ thêm một số cái nội dung cho cái chủ đề đầu tư bất động sản trong cái tập tiếp theo ạ. Tập sau solo.